Phương Chính Đông, Nhất Bạch Tham Lang Tinh chủ về đào hoa, tình duyên. Nhất Bạch hay còn gọi là Tham Lang Tinh là một trong những sao cát lộc nhất trong cửu tinh. Nếu Nhất Bạch sinh vượng, gia chủ gặp nhiều điều thuận lợi, người trẻ tuổi thi cử đỗ đạt, người làm quan thăng chức phát tài, người làm kinh tế gặp tin vui về tiền bạc, gia đình đều vượng. Tuy nhiên, khi rơi vào trạng thái suy tử, gia chủ dễ gây họa do đam mê tử sắc, dễ mắc các bệnh về tai, thận, bàng quang, sinh sản. Vì thế, theo cửu cung phi tinh 2024, trong năm Nhất Bạch bay về phương chính đông, gia chủ cần đặc biệt chú ý đến phương vị này, nếu sắp đặt tốt thì. Phương diện tình cảm, đào hoa khởi vượng, bản mệnh biết chú ý ngoại hình, trở nên tự tin, cuốn hút hơn trong mắt người khác giới, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm, các mối quan hệ phát triển nhanh chóng. Phương diện sự nghiệp nhanh chóng có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực cần giao tiếp, hợp tác nhiều. Khi các mối quan hệ xã giao hài hòa, bản mệnh dễ được quý nhân nâng đỡ, gặp hung hóa cát, được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Phương diện tài lộc, bản mệnh đánh đâu thắng đó, dễ tìm được hướng phát triển phù hợp, gặp được nhiều khách hàng, đối tác triển vọng. Phương pháp vượng vận. Trên phương diện sự nghiệp, tài lộc, hãy luôn giữ phương vị chính đông sáng sủa, sạch sẽ, thường xuyên quét dọn, không được tích trữ nhiều đồ vật không dùng đến hoặc rác thải ở đây. Bày thêm các vật phẩm phong thủy như kỳ lân, tỳ hưu, mèo thần tài, thiềm thử ở vị trí này để thúc đẩy các yếu tố cát lành, cải thiện nhân duyên, kết giao được với quý nhân, đối tác, khách hàng, gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất. Trên phương diện tình duyên, người độc thân muốn thúc đẩy vận đào hoa, nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp thì có thể kê giường ngủ, phòng ngủ ở vị trí này. Ngoài ra, nếu trang trí khu vực này bằng tranh ảnh của những người bạn yêu mến hoặc các vật phẩm phong thủy như đá phong thủy, nến thơm, dây kết cát tường, tranh ảnh lứa đôi cũng sẽ có tác dụng thúc vượng nhân duyên. Với những người đã có đôi có cặp thì phòng ngủ, giường ngủ không nên sắp đặt ở vị trí này nếu không muốn chiêu đào hoa xấu, mời gọi kẻ thứ ba xuất hiện. Vợ chồng có phòng ngủ nằm ở phương chính đông sẽ thường xuyên nghi ngờ, tranh chấp, dễ có lời nói hoặc hành động gây tổn thương nhau. Ở phương vị sao Nhất Bạch bay qua không nên đặt phòng bếp hoặc nhà vệ sinh, dễ khiến các mối quan hệ gặp trục trặc. Gia chủ gây thù chuốc oán với tiểu nhân, vướng vào thị phi, rắc rối, đào hoa xấu liên tiếp xuất hiện,